rung 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 tiết trọn giờ lành tiếng nói rung rung thỉnh mời tam tòa tiên thánh ngự đồng một chúng giám đàn duyên thiên tiên cung thỉnh mời một đệ nguyệt nguyệt thiên tiên sư tế tượng vân ơi thành bí hương ngân tư phật nhân toàn thân nam mô hương vân thái bồ tát ma tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma tát nam mô hương vân thái bồ tát sơn lan thánh xa hồng cung mô đệ nhị địa thiên văn con thỉnh mời thành mô đệ nhị địa thiên một dừa xa ngữ trên đời trên đàn hải ngạn đô nhiệt nhiệt như lương xa du tử mẫu nữ vô hương hỏa nồi đắc thanh hương trí tâm kinh cung nhất chu biến thâm phương nam mô nhang cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung dạng bồ tát ma ha tát sẽ loài ra hồi cung mẫu đề tam thủy tiên nói cung thỉnh mời thanh mẫu đề tam dân lòng nữ mẫu nữ đề thoại cung a di đà phật a di đà phật với đình chân nhang văn khởi xuống thiên đường đệ tử hiền thanh hiện đại kinh lô phong thành các nhân vân miễn miễn tầm vương thích nhật gia du miễn nạn tiêu thai chính nam mô hương văn thái bồ tát ma ha tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương văn thái bồ tát ma ha tát sơn lan thánh xa thần dân văn nói văn võ quân thần anh linh tốc sáng ân cần đức ông ngài giúp cho sa luân gia hồi quân đời chất thì mở mang nam hải đức ông đệ tam mì ngài dòng dõi trầm trầm quanh thanh gia hồi quân hoa hải đường hoàng thiên vương cô đệ nhất đức mạc sơn là đất trầm trầm oanh sẽ luôn ra hồ đức tên gọi đại hoàng tấu vương cô đôi cô tên gọi đại hoàng cô công minh chính trực trực sửa sang cõi trần sẽ luôn ra hồ đức tam vị chúa mường gần dân văn văn tam vị chúa mường nghề con chúa bà đệ nhất nhất na tây thiên đi giá người từ đồng anh tây tây thiên na tam đã hỏi thăng đền là chúa đệ nhất nhất nơi nào ngôi đời đời thờ lịch sử cha hoàng cầu cũng lá gạo lấp lá xin cùng gió luộc mây xây thịt mồi chúa lan ra để đầy đầy chúa hát liu lường liu lô mây liu liếng
hôm nay chú về đồng nà, cha là quyết anh linh linh văn mời bà chúa Tây Thiên. Thoáng mùi hương chất tư nhã nhạt nghề, mặc áo xiêm chân dân hài hoa năm nhâm thân nề tháng hai ngày mười ba. Thành kính quỳ tâu kiến dân
ngất bàn con đi chầu chú tiên chú bàn để ngất tây thiên Sai ra
chín liên thế sắc phong bà chúa mỗi xương cõi trần chân ni dự bằng bằng giá nhân dân ni lập là miễu lên na thần đi mà miếu nên thay bình bình trong cung cấm ba tòa trang cây cổ thụ rườm rà xanh tốt nó gió vốn mùa tòa mắt ni bốt ni thương ngọc lan ni bóng mát ven đường chờ che đón khách chín mười phương ni khấu đầu thank you.
quanh nghi đá mọc lô xô đường đèo hôm nay định môi son nê ma phân chúa đẹp trông trong mi mèo ai
Núi nhạc
đường xanh mở lối qua lương sơn, thằng tới dốc dốc cuốn non cao cuốn khúc dặm trường. Lập
tiến đi về nơi bản đành. Sai côn làm thì nữ dân hoa ai mà nhạo bang xưa mà I'm so good.
trời xanh chiều không đâu có hơn điều những năm nói là xưa thằng đồng đoàn đã thấy ta muốn đồng tư ta muốn đồng tư hôm ra ra mười mà thanh cảnh vắng vắng thu hí tình tình cảnh cảnh lạ xinh sao
phán đừng quan ông lớn về người truyền phán các con tả văn hư võ lưỡng ban đắng đòn lệnh truyền văn võ đôi đôi hàng thiên kinh vạn mã hằng hà kéo sang lệnh truyền nhất đỏ bàn cơ thiên đội bàn cơ lệnh truyền thiên đội bàn cơ vạn đơn bây giờ ngày chắc sẽ sáng anh linh trước là bảo hộ gia đình trên ma thượng giới tôn nghi có tôn quan nề người sáng thế xuống nghe coi trần trần con lớn kêu thế độ dân ban phong thượng đang nghe linh thần khắp hòa trung nam bắc một rất vất đi đào câu
truyền phán linh quan bao ngang lớn về người truyền phán các quan tả văn hư võ lượng ban đón bản lệnh truyền văn võ đôi hàng khai quang ơi sông nhàn thấp cờ triệu ơi khai quang chứng từ trung ly ngà tích tăng thống giảng mà kim phục hoàng thân cần nỉ thanh chúa tiền trung vương Noise.
dòng mà xích na bích này đưa vui đưa con sèo du lịch này bốn năm vườn này có phép na tuần thu sông thường trở về tình bắt mi quê rằng sông lộc lộc đầu cục ngang
lưng lãnh chân gian khê. Ngài nức tiếng con vua dưới thủy tề. Lãnh ra cho mấy con vẫn đi con lớn về thủy cung. Chân đi chân tòa lành ra hoàng thái tử sĩ thành Loan thánh xa hồi cung mà loan mời quan bốn phủ con rời ra ngự thiền. Loan thánh xa hồi cung nhà ninh giang chứng quán quê nhà xanh lam cổ tích nga một tòa quan tuần ngôi cao. Quan tuần tranh nghi lập lập liệt như thần trừ tà sát ma cử quan tuần tranh nghi sát chóc tà. Thank you.
gia đình trước là bảo hộ gia đình sau là tư chóc chóc tà tình phen này uy xa trần thế biết biết tay. Trên bát ngát đôi long
phúc dưới tam đầu từ khúc châu lên đôi lần giờ phượng mưa đôi bên quan tần chặt sáng giá ngự lên sập sầm sông. Lòng lòng chỗ đều biết hào ra là thánh xa
hồi cùng thương anh người ngàn sao ban tin chúa trên ngàn đồng vuông toàn quán xa đền hôm nay trên thượng ngàn tiên tuần nhà dâng lên tam bảo mười phương đổ trời.
dòng bắc xôi thấp thoáng bên lâu nghề thì sóng đang xôi thấp thoáng bên lâu nghề trời bờ xuân phất 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 đi dương xa lên mà lên trầu lên trên ngàn toàn hoa ính mà chín tháng mười ngày.
giết bao mới hay như sợ cầu
về đôi, chú trời về đôi. Tôn gì rào, chạy gì rào, tương đàn tiếng phách phát vang lên lời ta. Đi lên màn, đi xuống xuôi, tương nghi ta vang ta núi đồi, ta vang ta núi rừng. Ôi rừng ơi, núi rừng ơi. Chân trời một nước xa, đi hai hòa, đi hai trà, rừng ấm ngô cất cao tiếng núi, gọi cái rừng ơi, cái rừng ơi, trần gian ơi, châu lục về ngự vui. Sàn thánh xa hồi cung ngàn đông ngô ngô. Cháu bé ra điều cháy chua. Sí.
sơn lon xa về đến đây. Sân đền trước sân đền chúc mọc thấp
mi cao giữa đêm xuân, giữa đêm xuân, đêm xuân ngọt cảnh ra vườn ni đào. Kim Phụng Hoàng thân cận Thánh Chúa Tiên cùng vương. Hoàng là con vui thượng
Hoàng giáng tại sơn lâm chân bảo hà. Diện mạo hương tươi vẻ ngọc dung nghi quan hoàng bày tươi tốt đẹp đẹp khác nào khi vui cung kiêm đêm hôm nay bảy ngồi đồng nghe đàn hát nhà thú hoa tiên lúc ẩn ẩn xa say phù say thơ say phù say thơ đêm hôm nay ông bảy người đồng say hơi thuốc ông say là tăng bồng quan hòa bảy tỉnh rồi lại cầu đêm bắc bắc
sông ngần chân tình có chữ Nam Mô khai quang ai dâm nhan thập cờ diệu khai quang chứng từ trung minh là tích tăng cũng dạng Oh.
tiệc Ngọc hôm nay chúng con lại đón bóng ông mười về. Ông về chúng đến mà chứng lễ. Xin ông chứng tâm cho Thanh đồng họ Nguyễn ông đây lòng Thanh. Lòng 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 lò
linh linh cô sáu càng thêm mà nức nở tiếng thương dành. Bye.
cảnh đẹp đẹp mà tự vua truyền là dân lập lập nên ngôi đền thờ tổ chí xưa này. Dâng lên cho tới tòa vàng trong cung của dân nhà trước cửa công đồng. Cung cấm vàng hàng á, cung cấm quang hàng rè mây thua xuống dương vàng từ đồng miền xưa ra từ tiền cung. Quạt cô chính là thương tới thanh đồng đồng tình 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 là tình tình tăng 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 là tình tình chảy trong bình heo.
trong nút trong béo kẻ xuôi người ngược nghề họ gieo ba lưng chặt mấy tầng cao thấp mi cây che chắn cây tràn ngập màu nắng của bé càng ngày đồi núi càng xinh
thượng cháu xin mời ngồi trong tràng vỗ tay lễ tư diện tiếp đạn đàn tuyệt mở thanh xuân mời tam tòa tiên thắng ngự đồng một chân giám đàn xuyên thiên tiên trung thính mời một đệ nhất nhất nó thiên tiên nó thành vân công chúa thượng thiên mộ giá ngự đồng đồng đa phật lô xả nhiệt pháp với mong ngân chư phật phải hồi tất sao văn tỷ sư kết tượng vân thành ý vương ngân chư phật nguyện toàn thân nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát trên đàn hải ngạn lô nhiệt minh lương gia dư tử mộ lưỡng vô hương hỏa nồi đắc thanh hương trí tâm kim cương nhất chu hiến thấp phương nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cúng dạng bồ tát ma ha tát xuân hoa thanh gia mẫu đệ tam ma tiên mai cung kính mời mẫu đệ tam thủy tiên ma xích lần lòng nữ ngự đèn dân nhang văn khởi sức thiên thượng đệ tử thiện thành kim lô phóng khoảnh khắc nhân lân tích miễn nạn thập phương tích nhập gia du miễn nạn tiêu tai chuyên nam mô nhang cung dạng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung dạng văn võ quân thần sức văn ai văn võ quân thần anh linh tốc sáng ân cần giúp cho con dân quan văn ni tam vị chúa mừng nhì con thiên chúa bà đệ nhất na tây thiên ni ngự tử xa nhất bóng tôn quan lai cung thỉnh mời quan đệ nhất tôn quan lai lâm xa vui vẻ đèn rồng sớm hôm mai cho bà đệ nhất nhất na vui vẻ đèn rồng xa châu lục cung nương đi sắc phong châu lục cung nương bốn dòng trần gia châu tam bát nàn sông văn châu tam bát nàn đền thờ đại tướng nghi bát nàn là tiên la về thăm mê tình tỷ thái bình các tham di tích đi động đình đức vua cha quay về tới huyện diễn hà như vào bài thiên đức bát là tướng quân những năm mới đầu thế kỷ năm 43 khi trước những công nguyên một người con gái thảo hiền một người ai
sầu ơi thượng đô bạch ngàn mơ nà nơi quê nhà sầu nằm nông xót thu nhà nở nước cùng chữ vương gất bước đưa đưa lên phất cờ phú huy kiếm sầu mơ đường mây
anh dũng ngôi ngàn năm lưu để chứng là hồng tới tới để tới ngàn xưa nọ nước thu nhà thank you.
hoàng tử khai con sông nga thấp kỳ diệu ông bảy bảy chiếu từ trung ngã tết tăng đúng dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng vương khai con sông nga thấp kỳ diệu khai con chứng mã văn mã tết tăng đúng dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng vương Thank you.
đóng mong mười ngày hôm nay thỉnh bóng hoàng mười đến nhang kia sớm mi khói nhang phục thờ chân cung có chỗ nam mô khói quan sông nhang thất kỳ diệu ông mười chứng mã văn đã tích tăng cung dạng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên cùng vương điểm khai khai thần mỹ thần mỹ phong thiên thành điểm khai khai thân khẩu thần khẩu khổ thiết âm khai tâm tâm hoan hỷ khai túc túc năng bộ hành khai quang thâm kỳ diệu khai quan chứng hình nhân nhân làm lễ xe duyên nông mười bề làm lễ xe duyên đi xe cho đệ tử mười phát đệ đệ bốn mùa phản phản lạn tai qua như lứa có đôi ông xe cho như lứa có đôi giặc long đầu bạc suốt đời bên nhau ông mười bề làm lễ xe duyên thank you.
trong mười đi thất bộ đề bài thơ đi đỗ so kim cổ anh hùng. Bút pháp tinh anh tiểu nhâm thần hoa sai quả kết hồi lòng vân vân. Ông mười bình bút đề thơ án trăm họ thiên hạ âu ca hướng thái bình. Bút pháp tinh anh tiểu nhập thần hoa sai quả kết bạn cảnh ánh xuân. Sông lam hồng linh đẹp như tranh tạo hóa xưa kia đã lập thành muôn thuở núi sông còn bên vững nam đàn xứ nghệ nước danh thơ. Trống lên đình giáp non thần thấy đức hoàng thập du xuân ở trên ngàn. Bàn là tai nghe tiếng nhạc tiếng đàn đã thông thông nhìn lên đỉnh núi chân đèo suối khe nước chảy mà chúng reo quanh đồi. Không bằng một phóng xạ hướng nghi hồ gần xem hoa xích lại cho gần nè ngắm hoa rồi lại tần bước ra hoàn chung chung đón ông mười là văn nhân tiểu đồng đón ni đa xa mời ông ni vô động ông ngồi nghe xuân sang khi đem bởi hoa tiệc vui hôm nay chúng con lại đón rước ông mười mãi trong tình nghệ an tay dài tay tiên các o chúa cũng ngang chén rượu đà chân nhất tuần sư rất lên điện ngọc các o nâng mời là mời rước quan hoàng mời quỳnh tiên chúc chén rượu đào dâng nhị tần dâng lên điện
ngọc các ngô nâng nâng mời là mời giúp quan hoàng mời xơi nhà ôi xơi giúp quan hoàng mời xơi tuần sư rất nhị tuần nã hoàng đã hiến cạn rồi tam bôi dâng lên điện ngọc các o nâng mời là mời đức quan hoàng mời xơi các o nâng mời là mời đức quan hoàng mời con quê hương con nhà có thổi phong thổ người ăn con cũng những chuối cau đầu để kinh dân diều trên sông sông nước mênh mông tôn kính ngồi tam tòa hương lát bay trong đêm lòng hoàng thấy lắc lắc uy danh sáng soi muôn đời cờ giữ yên trời nam muôn dân bắt bắt chúng nam cùng thờ hoàng đồ cho nó nước bình an lòng hoàng thương đông đông con nhiều gian nan nắng nắng mưa không ngừng nề xin hoàng về chính tâm cho đông đông con tâm thư thế họ cánh nhạt hồng nghi về giữ thiên trời nắng đổ cho phúc lâu dâu đầy lòng vô nhà như nước giọt sông đông lan đổ cho phúc lâu dâu đầy lộc vô nhà như nước dòng sông lan xa ngắt lừng gió đuôi bông ngang xa ngắt lừng mẫu sai cô nhất cô dạo chơi nam thành ra hồi là cảnh thiên thai đền bóng lai là cảnh thiên thai con tấu cô đôi thuộc đại tài là ba cô bơi mẫu hiển danh là ba cô bơi cô lên tàu xuống giọng ba tòa thoải cung ra hồi đệ tử con đi dâng bài văn tấu cung kính mời cô sáu động sơn trang ra hồi cung đèn sóng nguyên xưa cô chín cân mẫu trong sông quay thoa nón nghệ cô hầu cung bơ tòa ra hồi cung cô bé trên ngàn xin thay cô bé trên ngàn bầu trời cảnh phật mà phong qua bốn mùa chân bát ngắt nghi tắm mã hoa luôn nở cánh đặt bay bách thú nhờ như chim bay bấp bấp phơi
trên ngàn tùng xuống reo đắc đắc nghi cánh sườn non đã chất ngay treo đeo dòng thầm thương nghi được nghĩ chảy trong vòi hồi hộp
họp mà khúc đàn mà sao ca. Phong bạch ngọc tay mà luôn khúc quạt thành phong nghi áo lục xiêm ghê đầy đàn hoa quả xum xê. Mẫu xong rồi cậu ngự vui.
lập chặt mưa sai trên ông sồi lập chặt cô bé bắn đêm con dung văn mi cậu bé trong bắn đèn nào đêm đêm nâng bước nghe xem nào cậu vào phòng tâu Kim Phụng Hoàng Tân Cận Thánh Chúa Tiên Cùng Vương khởi quanh đi dòng ngàn thâm kỳ diệu cậu về chính mã văn mã tích tân cũng dạ Kim Phụng Hoàng Tân Cận Thánh Chúa Tiên Cùng Vương Thank you.
đôi tài tu đàn tang tích cậu uống chén rượu cậu đánh ban cờ là cờ cao thật là cao tay dài tay tiền các cô chuốc ngang chén rượu đào dâng nhất nhất tuần sư dâng lên điện ngọc thừa huệ nâng mời là mời rước cậu hoàng sư tay tiên các cô chuốc ngà chén rượu đào dân nhị tuần tuần á dâng lên điện ngọc thừa huệ nâng mời là mời rước cậu hoàng sư giang tay tiên các cô chuốc ngà chén tỉnh đào dân tam tuần trung dâng lên điện ngọc thừa huệ nâng mời là mời rước cậu hoàng sư nấp ở trong trong lòng lòng con chim vàng anh cậu hoàng nấp ở trong trong lòng lòng một cô màu da dân thuốc thuốc một cô dân lửa để chiều lòng cậu bé hoàng ăn chơi chơi chiều lòng cậu ăn chơi xa thanh thanh a nhàn tay tay thảo bút bút nghi hoa cậu để thả em mê trốn trốn bồng bồng lái thượng nghe phòng khách khách em mê trốn trốn bồng 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 lái thượng nghe phòng khách khách lý tẩu giang nghi sơn thu vân thu nguyệt hà thời ba gian để mắt một mình cậu hoàng với con cá vàng dướng đi vây ngoài bát đi với con rồng vàng uốn uốn đi khúc cõi nam dương đấu trận vàng ai mà họ được được thì nên đi anh hùng Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát Nam mô Hương Cung Giả
tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam Mô Hương Vân Cai Bồ Tát Ma Ha Tát Sa La Thánh Gia Hồi Ấp Thượng Châu. Xin bạn hồi cho một chàng rất hay mừng về hôm nay được chu viên quả bài. Bên lầu phương hoàng tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất nơ sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông